Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Yến Đàn Dream Việt, và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì chúng ta sẽ đi tiếp tục cái chủ đề về cái bộ công cụ Ichimoku ha, và chúng ta sang cái bài số 2, đó chính là những cái thành phần chính của cái bộ công cụ Ichimoku này. Rồi trong cái bài đầu tiên thì chúng ta đã nói sơ lược về cái nguồn gốc của cái phương pháp giao dịch này, của cái công cụ Ichimoku này. Cũng như là điểm qua một số cái thành phần chính của bộ công cụ và giải đáp một số cái thắc mắc liên quan đến cái phương pháp này. Thì trong cái bài số 2 này thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn, sâu hơn về năm cái thành phần cấu thành nên cái công cụ Ichimoku để làm một cái kiến thức nền tảng để cho chúng ta có thể đi tiếp vào phần sau nghiên cứu những cái phương pháp giao dịch với cái công cụ Ichimoku này. Rồi, mình xin nhắc lại là cái công cụ Ichimoku Kinkyo này, chúng ta nên sử dụng cái thông số mặc định đó là 9, 26 và 52 ha. Và chúng ta có các thành phần chính ở trên cái công cụ này, gồm có thứ nhất đó chính là cái đường đảo chiều Tenkan-sen, thứ hai đó chính là đường tiêu chuẩn Kijun-sen, thứ ba chính là đường giá chậm Chikyu-span, thứ tư là đường nhanh A Senkyu-span A, và thứ năm đó là đường nhanh B Senkyu Span B. Và hai cái đường nhanh A và B này thì nó sẽ cấu thành lên một cái đặc sản của Ichimoku, đó chính là Makumo. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thành phần đầu tiên ha, đó chính là đường đảo chiều Tenkan-sen. Thì trong cái bộ của Ichimoku đây là cái đường nhanh nhất ha, và nó mô phỏng những cái biến động giá ngắn hạn. À, lưu ý là trong ngắn hạn, những cái biến động giá trong ngắn hạn, được chưa? Thì một số người sẽ so sánh nó với những cái đường MA ngắn hạn. Thì ở đây chúng ta có cái chu kỳ chính, thì chúng ta sẽ so sánh nó với cái đường SMA chính để xem cái sự khác biệt nó là như thế nào ha. Đây thì mình có đính kèm cái đường MA chính là cái đường màu vàng đó, và cái đường Tenkan-sen là cái đường màu đỏ. Thì chúng ta có thể thấy là cái đường Tenkan-sen này nó gấp khúc hơn ha, nó gấp khúc hơn so với cái đường SMA chính này. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta cái điều gì? Chúng ta có thể thấy là giá nó sẽ ít chạm cái đường Tenkan-sen này hơn so với cái đường SMA chính ha. Mình lấy ví dụ như cái khu vực này nè, đó như cái khu vực này thì cái đường SMA nó chạm với giá, nhưng mà đường Tenkan-sen thì không. Cái khu vực này cũng như vậy ha, cái khu vực này cũng như vậy, và cái khu vực này cũng như vậy ha. Thì ở đây chúng ta có thể tận dụng cái đường Tenkan-sen này như một cái điểm dừng lỗ ha. Tại vì nếu như mà chúng ta tịnh tiến nó theo cái đường SMA đó, thì cái xác suất mà nó bị giao cắt với giá, tức là chúng ta bị stop loss, thì nó sẽ cao hơn so với khi mà chúng ta tịnh tiến nó theo cái đường Tenkan-sen đó. Rồi chúng ta tiếp tục nói về cái thành phần này. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý một số cái thông tin mà chúng ta có thể khai thác từ cái bộ từ cái thành phần Tenkan-sen này. Đầu tiên đó chính là về xu hướng. Thì nhìn chung khi mà giá nó di chuyển phía trên cái đường Tenkan-sen này thì chúng ta có một cái xu hướng tăng, và nếu giá di chuyển xuống phía dưới thì đó là một cái xu hướng giảm, cũng tương tự như chức năng của một cái đường trung bình động ha. Về cái độ dốc thì cũng như vậy, khi mà chúng ta thấy cái đường Tenkan-sen nó có một cái độ dốc lớn thì nó phản ánh một cái xu hướng mạnh, và trong một cái điều kiện mà nó có một cái độ dốc thấp thì đó là một cái xu hướng yếu ha. Về cái khoảng cách với giá thì chúng ta lưu ý cái điều này ha. Một khi mà cái đường Tenkan-sen này nó nằm quá xa với giá,
thì cái khả năng nó bị hút trở lại, giá và cái đường tencancel này bị hút trở lại với nhau thì tương đối cao ha. Và do đó nếu như mà một khi hai cái thành phần này nó quá xa nhau thì chúng ta phải cảnh giác với cái việc giá nó sẽ đảo chiều trong ngắn hạn ha, điều chỉnh hoặc đảo chiều. Và cái công dụng thì lúc nãy mình có nói ha, thứ nhất đó là chúng ta sẽ tận dụng nó để làm một cái mức dừng lỗ độc ha, tức là chúng ta sẽ trailing stop theo cái đường tencancel này. Và thứ hai đó là chúng ta sẽ tận dụng cái đường này làm những cái mức kháng cự hỗ trợ trong ngắn hạn. Rồi một cái điểm lưu ý nữa là khi mà giá nó giao cắt với đường tencancel này á, thì chúng ta sẽ lưu ý đến ba khả năng. Đầu tiên đó là một cái cú điều chỉnh nông trong một cái xu hướng hiện hành ha. Ví dụ như đây là chúng ta có một cái xu hướng tăng thì những cái cú điều chỉnh nông thì khi mà nó tiếp xúc, nó giao cắt với cái đường tencancel thì giá nó sẽ trở lại với cái xuống chính sau đó. Cái khả năng thứ hai đó là một cái cú điều chỉnh sâu, thì cái cú điều chỉnh sâu này thông thường nó sẽ dẫn đến cái việc phá vỡ cái đường tencancel này ha, đường tencancel này, và có thể tiếp cận những cái mốc thấp hơn, những cái thành phần khác của Ichimoku. Và cái thứ ba đó là khả năng đảo chiều, thì khi này nó sẽ kết thúc xu hướng và tạo ra một cái xu hướng mới, và dẫn đến cái đường tencancel này nó cũng sẽ thay đổi cái hướng đi. Tiếp tục, cái thành phần số 2 chính là cái đường Kijunsen hay còn gọi là đường tiêu chuẩn đó. Đây là mình có tô đậm hai cái đường màu xanh rồi. Thì cái đường màu xanh Kijunsen này nó sẽ mô phỏng những cái biến động giá trong trung hạn ha, tức là nó sẽ sao nó có độ trễ so với cái đường tencancel mà chúng ta vừa đề cập rồi. Những cái thông tin thì chúng ta cũng lưu ý, thứ nhất đó là về cái xu hướng ha. Cũng tương tự như cái đường lúc nãy chúng ta vừa nói, thì khi mà giá nó di chuyển phía trên cái đường Kijunsen thì chúng ta có một cái xuống tăng, và khi mà giá di chuyển xuống phía dưới cái đường Kijunsen chúng ta có một cái xuống giảm ha. Và cái độ dốc cũng như vậy, khi mà cái đường Kijun này nó càng dốc thì xuống càng mạnh, và nó càng phải thì xuống càng yếu. Và cái khoảng cách với giá cũng như vậy ha, khi mà giá nó nằm quá xa cái đường Kijun thì nó sẽ có cái xu hướng bị hút lại cái đường Kijun này ha. Và chúng ta phải cảnh giác khi mà cái khoảng cách nó quá lớn trong những cái tình huống như thế này, như trong những cái vùng mà mình đánh dấu như thế này, thì chúng ta nên đề phòng cái khả năng nó sẽ có những cái đợt biến bắc, đợt đảo chiều ha. Công dụng thì chúng ta sẽ tận dụng cái đường Kijunsen này để làm những cái mức kháng cự hỗ trợ trong trung hạn, được chưa? Rồi về cái vấn đề giao cắt với giá, thì khi mà giá nó giao cắt với đường Kijun, chỗ này mình chưa có sửa ha, chỗ này là Kijun chứ không phải là tencancel ha, thì nó sẽ xảy ra hai khả năng. Thứ nhất đó là một cái cú điều chỉnh sâu ha, điều chỉnh sâu. Và nếu như mà cái giá nó tiếp tục xuyên phá cái đường Kijun này thì có thể nó sẽ dẫn đến một cái đợt đảo chiều xu hướng đó. Thì đây là hai cái khả năng mà chúng ta nên xem xét khi mà giá nó tiếp cận giao cắt với đường Kijun. Rồi cái thành phần số 3 mà chúng ta tìm hiểu đó chính là cái đường giá trọng GQ Span. Thì cái đường GQ Span này nó sẽ mô phỏng cái động lượng của giá ha, động lượng của giá, động lượng của xu hướng. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta tịnh tiến ha, chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta tịnh tiến cái đường GQ Span này lên khoảng 26 chu kỳ thì chúng ta sẽ thấy nó vừa khít lại với cái hướng đi của giá ha. Đó. Thì cái công dụng của cái đường GQ Span này nó sẽ cho ta biết là cái xu hướng ha, cho ta biết cái xu hướng đó. Ví dụ như trong cái đoạn này thì chúng ta thấy là GQ Span nó hướng lên, thì sau đó là chúng ta có một cái xuống tăng, và ở đây cũng vậy, khi mà GQ Span hướng xuống thì chúng ta có một cái xuống như thế này đó. Thứ hai đó là chúng ta sẽ dùng nó để phỏng đoán cái động lượng của xu hướng ha.
khi mà cái đường sugarspan này nó tiếp cận với giá ha, thì khả năng là cái động lượng của xu hướng nó đã không còn mạnh nữa, và có thể là nó sẽ tích lũy hoặc nó đảo chiều. Thì cái đó là cái lưu ý khi mà chúng ta quan sát cái đường sugarspan này với các tuyên bố với giá. Ngoài ra khi mà chúng ta quan sát cái sugarspan thì chúng ta sẽ để ý đến những cái đỉnh đáy của cái sugarspan này ha. Và thông thường những cái đỉnh đáy của nó sẽ là những cái vùng cản mạnh mà chúng ta cần lưu ý ha. Rồi cái thành phần tiếp theo chính là cái đường nhanh sugarspan A. Thì cái đường nhanh này nó sẽ được tính toán dựa trên cái đường Tenkan và đường Kijun, nhưng mà nó sẽ được đẩy lên ha, được đẩy lên 26 chu kỳ. Thì cái đường sugarspan A này như đã nói, nó sẽ cùng kết hợp với cái đường sugarspan B để tạo thành một cái bộ tín hiệu, đó là Meikumo ha, một cái đặc sản của Ichimoku Kinkoyo. Và đây chính là cái đường nhanh sugarspan B. Thì cái đường sugarspan B này nó sẽ được tính toán dựa trên đỉnh đáy của 52 kỳ và cũng được đẩy lên 26 kỳ. Đó. Khi mà chúng ta kết hợp cái đường nhanh A và đường nhanh B này lại với nhau thì chúng ta sẽ được một cái gọi là Meikumo. Yeah. Rồi, mình đã nhắc đi nhắc lại rằng Meikumo nó khiến cho cái Ichimoku nó khác biệt, nó độc bản so với những cái chỉ báo kỹ thuật khác, và đây cũng là một cái đặc sản của Ichimoku, và cái thành phần Meikumo này nó xứng đáng để cho chúng ta có một cái clip riêng nói về những cái công dụng cũng như là những cái thông tin mà chúng ta có thể khai thác từ cái thành phần này. Rồi cái clip nói về bài số 2, đi sâu tìm hiểu về những cái thành phần chính của Ichimoku Kinkoyo, mình xin được tạm dừng tại đây ha. Nếu mọi người có câu hỏi thì có thể đặt ở phía dưới phần comment, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong cái bài số 3 nói về Meikumo. Mình là Tùng Anh, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.